Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ đến tiếp tập đọc kể chuyện nhà bác học và bà cụ. Ở trong bài học ngày hôm nay, mục đích yêu cầu của cô đó là các em hiểu nghĩa các từ mới nhà bác học, cười móm mém, hiểu nội dung câu chuyện ca ngợi nhà bác học vĩ đại Edison rất giàu sáng kiến, luôn mong muốn đem khoa học phục vụ con người. Chú ý đọc đúng tên riêng nước ngoài Edison. Cô xin sơ lược. Nhà bác học Edison, tên thật là Thomas Edison, sinh năm 1847, mất năm 1931. Thomas Alfred Edison, sinh ngày 11 tháng 2 năm 1847, mất ngày 18 tháng 10 năm 1931, là một nhà phát minh và thương nhân đã phát triển rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng tới cuộc sống trong thế kỷ 20. Ông được một nhà báo đặt danh hiệu Thầy Phù Thủy ở Menlo Park. Ông là một trong những nhà phát minh đầu tiên ứng dụng các nguyên tắc sản xuất hàng loạt các quy trình sáng tạo. Và vì thế, có thể coi là đã sáng tạo ra phòng nghiên cứu công nghiệp đầu tiên. Một số phát minh được gán cho ông. Tuy nhiên, ông không hoàn toàn là người đầu tiên có ý tưởng đó. Nhưng sau khi bằng sáng chế đầu tiên được thay đổi, nó trở thành của ông. Nổi tiếng nhất là bóng đèn. Trên thực tế là công việc của rất nhiều người bên trong công ty của ông. Edison được coi là một trong những nhà phát minh, nhà khoa học vĩ đại và giàu ý tưởng nhất trong lịch sử. Để các con hiểu thêm bài thì hôm nay các con sẽ nghe cô đọc bài tập đọc và kể chuyện Nhà bác học và bà cụ. Nhà bác học và bà cụ. Edison là một nhà bác học nổi tiếng người Mỹ. Ông chế ra đèn điện. Người từ khắp nơi ùn ùn kéo đến xem. Có một nhà cụ bà cụ phải đi bộ 12 cây số. Đến nơi, cụ mỏi quá, ngồi xuống vệ đường bóp chân, đấm lưng thùng thụp. Lúc ấy, Edison chợt đi qua. Ông dừng lại hỏi chuyện. Bà cụ nói, già đã phải đi bộ gần 3 giờ đồng hồ để được nhìn tận mắt cái đèn điện. Giá ông Edison làm được cái xe chở người già đi nơi này, nơi khác có phải may mắn cho già không? Thưa cụ, tôi tưởng vẫn có xe ngựa chở khách chứ. Đi xe đấy thì ốm mất. Già chỉ muốn có một thứ xe không cần ngựa kéo mà lại thật êm. Nghe bà cụ nói vậy, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Edison. Ông reo lên, cụ ơi, tôi là Edison đây. Nhờ cụ mà tôi nảy ra ý định một cái xe chạy bằng dòng điện đấy. Bà cụ vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhà bác học cũng bình thường như mọi người khác. Lúc chia tay, Edison bảo, tôi sẽ mời cụ đi chuyến xe điện đầu tiên. Thế nào già cũng đến, nhưng ông phải làm nhanh lên nhé, khéo tuổi già chẳng còn được bao lâu đâu. Từ lần gặp bà cụ, Edison miệt mài với công việc chế tạo xe điện và đã thành công. Hôm chạy thử xe điện, người ta xếp hàng dài để mua vé. Edison mời bà cụ dạo nọ đi chuyến xe đầu tiên. Đến ga, ông bảo, tôi giữ đúng lời hứa với cụ rồi nhé. Bà cụ cười móm mém. Cảm ơn ông, giờ thì già có thể đi chơi cả ngày với chiếc xe này rồi. Để trong bài có rất nhiều từ khó và các con không bị đọc sai thì hôm nay cô sẽ chỉ cho các con luyện đọc một số từ khó trong bài. Các con cùng đọc lại với cô nhé. Edison, Edison. Đèn điện, đèn điện. Lóe lên, lóe lên. Miệt mài, miệt mài. Thầm thập, thầm thập. Nhà bác học, nhà bác học. Cười móm mém, cười móm mém. Ùn ùn kéo đến, ùn ùn kéo đến. Bây giờ cô sẽ giải nghĩa một số từ cho các con hiểu. Vậy nhà bác học là gì? Ồ, nhà bác học là người có hiểu biết sâu rộng về nhiều ngành khoa học. Đây là hình ảnh của một số nhà bác học. Về hình ảnh cười móm mém là cười như thế nào? Chúng ta cùng nghe cô giải thích nhé. Cười móm mém là cười mà miệng và má hõm vào do rụng hết răng. Đây, hình ảnh một cụ già đang cười móm mém.
Các con thấy chưa? Để các con có thể luyện đọc, ngắt nghỉ hơi rõ ràng và biết mình dừng ở khúc nào thì bây giờ cô sẽ chỉ cho các con luyện đọc một đoạn trong bài. Cô dùng những dấu gạch để thể hiện sự ngắt nghỉ trong bài, các con đọc bài và dừng cho đúng. Bây giờ các con cùng nghe cô đọc bài. Nghe bà cụ nói vậy, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Edison. Ông reo lên: "Cụ ơi, tôi là Edison đây. Nhờ cụ mà tôi nảy ra ý định làm một cái xe chạy bằng dòng điện đấy." Bà cụ vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhà bác học cũng bình thường như mọi người khác. Lúc chia tay, Edison bảo: "Tôi sẽ mời cụ đi chuyến xe điện đầu tiên." Thế nào già cũng đến. Nhưng ông phải làm nhanh lên nhé, khéo tuổi già chẳng còn được bao lâu đâu. Đây là phần luyện đọc của cô, của một đoạn trong bài. Các con sẽ đọc những đoạn khác. Cùng với cách ngắt nghỉ như cô đã hướng dẫn nhé. Để các con thêm hiểu bài thì hôm nay chúng ta sẽ bước vào phần tìm hiểu bài của nhà bác học Edison. Câu số 1. Hãy nói những điều em viết về Edison. Câu số 2. Câu chuyện giữa Edison và bà cụ xảy ra vào lúc nào? Câu số 3. Vì sao bà cụ mong có chiếc xe không cần ngựa kéo? Hãy nói những điều em biết về Edison. Câu số 1. Theo con, hãy nói về Edison nào. À, Edison là nhà bác học nổi tiếng người Mỹ, sinh năm 1847 và mất năm 1931. Ông đã cống hiến cho loài người hơn 1.000 sáng chế trong lĩnh vực điện kỹ thuật. Tuổi thơ của ông rất vất vả. Ông phải đi bán báo kiếm sống và tự mày mò học tập mà không được đến trường trung học. Nhờ tài năng và lao động học không mệt mỏi, ông đã trở thành nhà bác học vĩ đại các con à. Ở câu số 2, câu chuyện giữa Edison và bà cụ xảy ra lúc nào? Ồ, câu chuyện giữa ông và bà cụ xảy ra vào lúc Edison chế ra đèn điện. Mọi người từ khắp nơi ùn ùn đến xem. Bà cụ cũng là một trong số những người đó. Tiếp tục ở câu số 3. Vì sao bà cụ mong có chiếc xe không cần ngựa kéo? Ở trong bài, vì sao bà cụ mong có chiếc xe không cần người kéo nào? Ồ, bà cụ mong có một chiếc xe không cần ngựa kéo vì xe ngựa rất sóc. Khi xe đi xe ấy cụ sẽ bị ốm. Mong muốn của bà cụ gợi lên cho Edison ý nghĩ gì? Ý nghĩ gì nào? Ồ, mong muốn của bà cụ gợi cho Edison ý nghĩ chế tạo một chiếc xe chạy bằng dòng điện. Đúng rồi các con à. Câu số 5. Nhờ đâu mà mong ước của bà cụ trở thành hiện thực? A. Nhờ óc sáng tạo kỳ diệu của Edison. B. Sự quan tâm đến con người của Edison. C. Sự lao động miệt mài của nhà bác học để thực hiện lời hứa. D. Cả ba ý trên đều đúng. Theo các con thì các con chọn ý nào nào? À, cùng coi đáp án của cô là câu D. Cả ba ý trên đều đúng. Vậy câu số 6. Theo các con thì khoa học mang lại lợi ích gì cho con người? A. Khoa học cải tạo thế giới. B. Khoa học cải thiện cuộc sống con người. C. Làm con người sống tốt hơn, sung sướng hơn. D. Cả ba ý trên đều đúng. Vậy thì theo con, cùng coi đáp án của cô. Cô chọn câu D. Cả ba ý trên đều đúng. Nội dung của câu chuyện hôm nay các con được học là gì? Là ca ngợi nhà bác học vĩ đại Edison rất giàu sáng kiến, luôn mong muốn đem khoa học phục vụ cho con người. Vừa rồi, cô và các con vừa học xong bài tập đọc Nhà bác học và bà cụ. Và bây giờ, mình cùng kể lại câu chuyện Nhà bác học và bà cụ nhé. Đầu tiên các con,
phải xác định nhiệm vụ của mình, đó là dựa vào trí nhớ và bốn bức tranh minh họa của bài. Bác họ nhà bác học và bà cụ kể lại câu chuyện theo đoạn và nói lời nhân vật của mình, nhập vai theo trí nhớ và kết hợp với cử chỉ điệu bộ. Bây giờ, cô mời các con nhìn vào sách giáo khoa, quan sát trang số 1 của bài. Đầu tiên, trang số 1, các con quan sát thấy những gì nào? À, đó là rất là nhiều người đang đến xem một cái gì đó. Vậy thì, chúng ta có thể đặt câu hỏi ở đây là gì? Nhà bác học Edison là người nước nào? Câu chuyện Edison và bà cụ xảy ra vào lúc nào? Trong hoàn cảnh nào? Nhìn tiếp tục quan sát trang số 2 cho cô. Ở trang số 2, một bà cụ ngồi dưới vệ đường. Và một người đứng nói, đó là Edison. Vậy thì các con nhìn qua trang và có thể nói cho con nghe. Cuộc trò chuyện của Edison và bà cụ đang nói chuyện với nhau về điều gì? Tiếp tục quan sát trang số 3. Trang của một bà cụ nói với Edison. Sau khi nghe bà cụ nói, Edison đã nảy ra ý gì? Cuộc trò chuyện tiếp tục và kết thúc ra sao? Ở trang số 4. Từ lần gặp bà cụ, Edison đã lao động như thế nào? Kế hoạch của ông thành công không? Hôm chạy xe thử điện, Edison đã nói với bà cụ thế nào? Bà cụ đã trả lời ông ra sao? Vậy thì các con cùng quan sát lại một lượt 4 trang và mình cùng kể chuyện nhà bác học và bà cụ theo ý sáng tạo và nhập vai theo trí nhớ của mình nhé. Lời kể chuyện các con cần kết hợp với động tác, cử chỉ và điệu bộ nhé. Ô thí dụ, các con có thể nhìn vào trong thứ nhất và có thể kể rằng Edison là một nhà bác học nổi tiếng người Mỹ. Ông chế tạo ra đèn điện. Người từ khắp nơi đang kéo đến rất là đông. Như vậy thì các con đã kể xong được trang thứ nhất rồi. Ở trang thứ hai, các con có thể kể như sau. Đến nơi, bà cụ mỏi quá, liền ngồi xuống vệ đường. Edison bất chợt lúc ấy đi qua, dừng lại hỏi chuyện với cụ. Bà cụ nói, già đã đi phải gần 3 giờ đồng hồ để được nhìn tận mắt cái đèn điện. Giá ông Edison làm được cái xe chở người để cho già đi nơi này nơi khác có phải may mắn cho già không? Ông Edison lúc đấy liền trả lời rằng, cụ, tôi tưởng vẫn có xe ngựa chở khách chứ. Già liền trả lời, đi xe ấy thì ốm mất. Già chỉ thích có một chiếc xe, không cần ngựa mà lại thật êm thôi. Quan sát trang số 3. Nghe bà cụ nói vậy, bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu Edison. Ông liền reo lên, cụ ơi, tôi là Edison đây. Nhờ cụ mà tôi đã nảy ra một ý tưởng là một chiếc xe bằng điện đấy. Bà cụ vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhà bác học cũng bình thường như mọi người khác. Lúc chia tay, Edison nói với bà cụ rằng, tôi sẽ mời bà cụ đi chuyến xe đầu tiên nhé. Bà cụ trả lời rằng, thế nào già cũng đến. Nhưng ông nhớ phải làm nhanh lên nhé, khéo tuổi già chẳng còn đợi được bao lâu đâu. Các con tiếp tục quan sát trang số 4 cho cô. Từ lần gặp bà cụ, Edison miệt mài với công việc chế tạo đèn điện và đã thành công. Hôm chạy thử xe điện, người ta xếp hàng dài để đi mua vé. Edison mời bà cụ dạo nọ đi chuyến xe đầu tiên. Ông bảo, tôi đã giữ đúng lời hứa với cụ rồi nhé. Bà cụ cười móm mém, cảm ơn ông, giờ thì già có thể đi chơi cả ngày với chiếc xe điện này rồi. Các con đã được nghe cô kể thử, giờ thì các con có thể nhìn vào trang và kể lại câu chuyện của các con nào. Giờ thì các con nhìn vào từng trang một và kể cho cô nghe câu chuyện của từng đoạn cho diễn biến trong bức trang theo ý sáng tạo của mình nhé. Hy vọng kể chuyện sẽ giúp cho các con nắm rõ hơn bài tập đọc nhà bác học và bà cụ. Qua đó các con có thể lại kể được chăn theo nội dung câu chuyện mà các con đã được cô hướng dẫn học ngày hôm nay nhé. Các con hãy luyện đọc và kể chuyện sáng tạo của mình thêm ở nhà nhé. Chúc các con có một ngày học tập vui vẻ.